Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến ngày hôm nay. Cô xin giới thiệu, cô tên Nguyễn Thị Thủy Thảo, là giáo viên toán trường trung học cơ sở Lê Lợi. Hôm nay cô rất vui được đồng hành với các em trong chủ đề 27, luyện tập cộng trừ phương thức. Đầu tiên, chúng ta nhắc lại về phép cộng các phân thức đại số. Quy tắc cộng hai phân thức có cùng mẫu thức. Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức, sau đó rút gọn. A phần m cộng c phần m bằng a cộng c tất cả phần m. Quy tắc cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau. Ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức tìm được, sau đó rút gọn. Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập bài 1 thực hiện phép tính. Câu A. Ta có phân thức 2 trừ x bình phần x trừ 3 cộng 2x bình trừ 11 phần x trừ 3. Hai phân thức này có cùng mẫu thức. Ta cộng tử, giữ nguyên mẫu. Cộng các đơn thức đồng dạng trên tử. Ta được phân thức x bình phương trừ 9 phần x trừ 3. Tiếp theo chúng ta sẽ rút gọn. Muốn rút gọn, ta phân tích tử thành nhân tử. Tử thức là một hằng đẳng thức. Ta phân tích được x trừ 3 tất cả nhân x cộng 3. Mẫu giữ nguyên. Sau khi thu gọn, ta có kết quả x cộng 3. Tiếp theo, ta làm câu B. Ta cộng hai phân thức có cùng mẫu. Tương tự câu A, cộng tử giữ nguyên mẫu. Cộng các đơn thức đồng dạng trên tử, ta được 4x cộng 8 phần x bình phương cộng 2x. Bước tiếp theo thu gọn, ta phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Ta được kết quả 4 phần x. Tiếp theo, bài 2 thực hiện phép tính. Câu A. Ta có phép cộng 3 phân thức có mẫu thức khác nhau. Bước đầu tiên, ta sẽ phân tích mẫu thành nhân tử để tìm mẫu thức chung. Hai phân thức đầu ta giữ nguyên. Phân thức thứ 3, ta phân tích cái mẫu thành nhân tử. Đặt nhân tử chung là x. Ta được cái mẫu của phân thức thứ 3 là x tất cả nhân x trừ 1. Sau khi phân tích mẫu xong, ta tìm được mẫu thức chung là x tất cả nhân với x trừ 1. Bước tiếp theo, ta sẽ quy đồng. Phân tích đầu tiên, ta nhân cả tử và mẫu với đa thức x trừ 1. Phân thức thứ hai, ta nhân cả tử và mẫu với x. Phân thức thứ ba, ta giữ nguyên. Bây giờ chúng ta đã đưa ba phân thức về những phân thức có cùng mẫu. Ta thực hiện phép cộng các phân thức có cùng mẫu thức. Cộng tử giữ nguyên mẫu. Sau đó rút gọn, kết quả là 1 phần x. Câu B. Ta cộng phân thức x phần x cộng 3 cộng 9 trừ 2x bình phần x bình phương cộng 3x. Hai phân thức này có mẫu thức khác nhau. Do đó chúng ta sẽ phân tích mẫu thành nhân tử để tìm mẫu thức chung. Như vậy mẫu thức chung của chúng ta sẽ là x nhân x cộng 3. Phân thức đầu tiên chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với x. Phân thức thứ hai chúng ta giữ nguyên. Sau khi quy đồng, chúng ta đưa về phép cộng hai phân thức có cùng mẫu. Chúng ta thu gọn phần tử, ra được 9 trừ x bình phương. Chúng ta phân tích cái tử thành tích để rút gọn. Sau khi phân tích, 9 trừ x bình thành 3 trừ x tất cả nhân với 3 cộng x. Thì chúng ta quan sát trên tử chúng ta có
Thừa số là 3 cộng x. Ở dưới mẫu chúng ta có đa thức là x cộng 3. Như vậy thì 3 cộng x cũng chính là x cộng 3. Phép cộng có tính chất giao hoán. Do đó chúng ta sẽ rút gọn ra được kết quả là 3 trừ x phần x. Tiếp theo chúng ta sẽ luyện tập phép trừ các phân thức đại số. Đầu tiên, chúng ta nhắc lại quy tắc. Muốn trừ phân thức a phần b cho phân thức c phần d, ta cộng a phần b với phân thức đối của c phần d. A phần b trừ c phần d bằng a phần b cộng cho trừ c phần d. Chúng ta có một số quy tắc đổi dấu mà chúng ta đã học ở bài trước. Chúng ta xem lại. Bây giờ ta sang phần luyện tập phép trừ. Bài 1, thực hiện phép tính. Câu A. Ta có phân thức 11x phần 2x trừ 3 trừ cho phân thức 18 trừ x phần 2x trừ 3. Bước 1, ta đổi phép tính trừ thành phép tính cộng. Dấu trừ cô đem trên tử của phân thức thứ hai, các em nhớ đóng ngoặc tử thứ hai lại. Bây giờ chúng ta sẽ giữ nguyên mẫu và cộng các tử với nhau. Ta có 11x trừ 18 cộng x là do chúng ta áp dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc trước ngoặc là dấu trừ, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Thu gọn tử ta được 12x trừ 18. Bước tiếp theo, ta thu gọn, ra kết quả là 6. Tiếp tục luyện tập câu B. Hai phân thức này cũng có cùng mẫu và chúng ta thực hiện phép toán trừ. Muốn làm được phép toán trừ hai phân thức, chúng ta sẽ đổi phép toán trừ thành toán cộng. Chúng ta đem dấu trừ lên trên tử và các em nhớ đóng ngoặc cái tử thứ hai lại. Khi bỏ ngoặc, chúng ta sẽ đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Chúng ta có được 3x bình phương cộng x cộng 1 trừ 2x bình phương trừ 3x. Giữ nguyên mẫu là 2x trừ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cộng các đơn thức đồng dạng ở trên tử, chúng ta thu được x bình phương trừ 2x cộng 1 phần 2x trừ 2. Tiếp theo, chúng ta sẽ thu gọn phân thức này bằng cách phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử. Cái tử là hàng đẳng thức x trừ 1 tất cả bình phương. Cái mẫu, chúng ta đặt 2 làm nhân tử chung. Và ra 2, tất cả nhân x trừ 1. Chúng ta rút gọn x trừ 1 trên tử với x trừ 1 ở dưới mẫu. Chúng ta ra được kết quả là x trừ 1 phần 2. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện tập câu C. Chúng ta có hai phân thức. Chúng ta quan sát mẫu. Cái mẫu của phân thức thứ nhất là 5x tất cả nhân x trừ 7. Cái mẫu của phân thức thứ hai là 5x tất cả nhân 7 trừ x. Như vậy thì cái mẫu chúng ta thấy là nó có giống nhau cái phần là 5x. Nhưng mà cái mẫu thứ nhất là x trừ 7, cái mẫu thứ hai là 7 trừ x. Thì chúng ta quan sát là nó dấu bị ngược nhau, đối nhau. Do đó cô sẽ đổi cái mẫu của cái phân thức thứ hai 7 trừ x, cô đổi thành x trừ 7. Do đó cô đặt thêm dấu trừ đằng trước 5x. Bây giờ chúng ta thấy là hai cái mẫu nó đã giống nhau, khác dấu. Chúng ta sẽ đem dấu trừ ở dưới mẫu kết hợp với dấu trừ của phép tính ở giữa thành dấu cộng. Như vậy bây giờ chúng ta bài toán này đưa về bài toán cộng hai phân thức có cùng mẫu. Chúng ta làm như những bài trước. Cộng tử giữ nguyên mẫu,
thu gọn phần tử lại, sau đó phân tích tử mẫu thành nhân tử, rút gọn ra kết quả là 1 phần x. Chúng ta luyện tập bài 2 thực hiện phép tính. Câu A, hai phân thức này có mẫu thức khác nhau, do đó chúng ta phải quy đồng. Trước khi quy đồng, chúng ta sẽ phân tích mẫu thành tích để tìm mẫu thức chung. Như vậy, cái phân thức đầu tiên, mẫu chúng ta giữ nguyên. Phân thức thứ hai, mẫu nó là hàm đẳng thức. X bình phương trừ 1, chúng ta phân tích thành x trừ 1, tất cả nhân với x cộng 1. Vậy thì chúng ta tìm được mẫu thức chung là x trừ 1, tất cả nhân với x cộng 1. Bây giờ chúng ta quy đồng. Chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân thức đầu tiên với x cộng 1. Sau khi quy đồng, hai phân thức này đã cùng mẫu. Chúng ta sẽ lấy cái tử thứ nhất cộng với trừ của cái tử phía sau. Chúng ta sẽ thực hiện phép nhân đơn với đa. X tất cả nhân với x cộng 1 thành x bình phương cộng x. Và dấu trừ lần trước 3x trừ 1, chúng ta sẽ thành trừ 3x cộng 1. Bây giờ chúng ta sẽ cộng tử giữ nguyên mẫu, ra được phân thức x bình phương trừ 2x cộng 1 phần x trừ 1 nhân x cộng 1. Chúng ta tiến hành rút gọn, ra kết quả là x trừ 1 phần x cộng 1. Thôi, bây giờ chúng ta luyện tập câu B. Chúng ta thực hiện phép trừ hai phân thức có mẫu thức khác nhau. Đầu tiên cô đổi thành phép cộng. Bây giờ chúng ta quan sát tại sao cô lại để dấu trừ xuống dưới mẫu. Lý do là mẫu của cái phân thức thứ nhất, dấu của cái 5x mũ 2 là dấu trừ. Cái mẫu của phân thức thứ hai, dấu của 25x bình phương là dấu cộng. Nó khác dấu, do đó cô sẽ đổi dấu trừ xuống dưới mẫu để cho dấu của 25x bình phương thành dấu trừ. Bây giờ chúng ta quan sát hai cái mẫu. Dấu của số hạng bậc cao nhất nó đã giống nhau. Thì chút hồi chúng ta sẽ phân tích mẫu thành nhân tử nó dễ dàng và tìm mẫu số chung nó cũng thuận lợi. Mẫu của phân thức đầu tiên cô đặt nhân tử chung là x. Mẫu của phân thức thứ hai là hàm đẳng thức. Bây giờ sau khi phân tích mẫu thành nhân tử, chúng ta tìm được mẫu thức chung là x tất cả nhân với 1 trừ 5x, 1 cộng 5x. Do đó chúng ta sẽ quy đồng như sau. Phân thức đầu tiên, chúng ta nhân tử với mẫu, với 5x cộng 1. Phân thức thứ hai, chúng ta nhân tử và mẫu với x. Bây giờ, hai phân thức này đã cùng mẫu. Chúng ta thực hiện như phép cộng hai phân thức có cùng mẫu. Chúng ta cộng tử giữ nguyên mẫu. Cộng trừ phần đơn thức đồng dạng trên tử, chúng ta ra được 25x bình phương trừ 10x cộng 1. Chúng ta phân tích cái tử thành nhân tử, ra được 5x trừ 1 tất cả bình phương, rút gọn ra kết quả 1 trừ 5x phần x tất cả nhân với 5x cộng 1. Rồi, sau khi chúng ta luyện tập phần cộng các phân thức và trừ các phân thức, bây giờ chúng ta sẽ đến phần luyện tập chung của hai phép tính này nha. Thực hiện phép tính. Câu A, đây là phép toán gì đây? Trừ hai phân thức có cùng mẫu. Chúng ta làm như những bài hồi nãy giờ là chúng ta sẽ chuyển phép trừ thành phép cộng. Đem dấu trừ lên trên tử, chúng ta đổi dấu cái tử thứ hai, thu gọn cái tử, phân tích tử thành tích, rút gọn
Rồi kết quả. Câu B. Cô có hai phân thức có cùng mẫu thức, thực hiện phép cộng, giữ nguyên mẫu cộng tử. Cộng trừ các đơn thức đồng dạng trên tử, ta được phân thức 4x cộng 4 phần x bình phương cộng 2x cộng 1. Bước tiếp theo là phân tích cả tử mẫu thành nhân tử. Rút gọn ta được kết quả là 4 phần x cộng 1. Tiếp theo câu C. Các bạn ghi đề bài. Các bạn quan sát đây là phép toán gì? Đây là cộng hai phân thức có cùng mẫu. Tiếp tục, chúng ta làm như hồi nãy giờ. Và chúng ta ra được kết quả là 3. Tiếp theo, ta luyện tập câu D. Cộng trừ các phân thức có mẫu thức khác nhau. Phân thức đầu tiên giữ nguyên. Phân thức thứ hai, cô đem dấu trừ ở giữa lên trên tử. Tử của phân thức thứ hai trở thành x trừ 1. Phân thức thứ ba có mẫu là 9 trừ x bình. Cô đổi thành x bình trừ 9. Do đó, dấu phía trước phân thức thứ ba thành dấu cộng. Tiếp theo, ta phân tích mẫu của phân thức thứ ba thành nhân tử. Ta tìm được mẫu thức chung x trừ 3 tất cả nhân x cộng 3. Tiếp theo chúng ta sẽ quy đồng. Chúng ta sẽ cộng các đơn thức đồng dạng trên tử. Được phân thức 2x cộng 6 phần x trừ 3 tất cả nhân x cộng 3. Thu gọn, ta có kết quả 2 phần x trừ 3. Rồi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần luyện tập ngày hôm nay. Tiếp theo là cô sẽ có một cái hướng dẫn học tại nhà cho các em. Rồi, đầu tiên các em nhớ về nhà vận dụng các quy tắc đã học để thực hiện các phép tính cộng trừ phân thức. Các em có thể tự luyện tập lại những bài hồi nãy giờ cô đã giảng, hoặc là các em sẽ luyện tập thêm. Cô cho 4 câu nữa. Các em về nhà tự luyện và phía sau cô có phần hướng dẫn nha. Sau khi các em tự làm, các em sẽ xem bài giải. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em học tập thật tốt và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chào tất cả các em.